Xin chào tất cả các em học sinh thân mến. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tiếp tục tìm hiểu một chủ đề vô cùng quan trọng trong chương trình vật lý lớp 10 học kỳ 2. Đó chính là chủ đề về những bài tập liên quan đến cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng. Thì tại sao cô lại nói chủ đề này là quan trọng? Thứ nhất, chủ đề này sẽ được khai thác rất nhiều trong các dạng bài kiểm tra này, kiểm tra một tiết, kiểm tra học kỳ 2. Ngoài ra cũng được khai thác trong các đề thi học sinh giỏi. Mặt khác thì khi mà chúng ta nắm chắc được những cái kiến thức liên quan đến phần cơ năng, đặc biệt là định luật bảo toàn cơ năng, thì đó chính là một cái công cụ vô cùng hữu ích để các em có thể sử dụng trong chương trình vật lý lớp 12. Vì vậy, trong bài giảng ngày hôm nay của cô, với mong muốn là giúp các em nắm thật chắc những cái kiến thức liên quan đến chủ đề này để sau này khi chúng ta tiếp cận với những kiến thức mở rộng hơn, nâng cao hơn ở lớp trên thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể làm chủ và biến nó trở thành công cụ của mình. Và bây giờ thì còn chần chừ gì nữa, chúng ta sẽ cùng bước sang bài học ngày hôm nay. Đầu tiên là các bạn biết là chúng ta đang nghiên cứu về cơ năng đúng không ạ? Vậy các em có thể cho cô biết là một vật có cơ năng khi nào hay không ạ? Khi nào thì ta nói một vật có cơ năng? Tức là khi bản thân nó có khả năng sinh công đúng không ạ? Thì như trong chương trình vật lý lớp 8 chúng ta cũng đã được tìm hiểu, đó chính là một vật có khả năng sinh công khi mà vật có thể là có lực tác dụng vào làm vật di chuyển một quãng đường. Nói một cách khác thì để có được cơ năng thì người ta có thể là có các dạng là động năng và thế năng đúng không ạ? Một vật có thể chuyển động, có lực tác dụng làm cho vật chuyển động này, thì lúc đó vật cũng có cơ năng, và cơ năng lúc này tồn tại dưới dạng là động năng. Ngoài ra thì vật có thể là có thế năng khi mà vật ở một cái độ cao nào đó so với mốc thế năng, hoặc là vật bị biến dạng. Vì vậy thì ở đây chúng ta có thể viết như sau. Một, chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cơ năng. Cơ năng thì chúng ta sẽ ký hiệu là WC, và cơ năng sẽ có đơn vị là Joule. Thì cơ năng tồn tại dưới các dạng đó chính là động năng này và thế năng. Vì vậy, cơ năng của một vật sẽ bằng tổng động năng và thế năng của vật đó. Và các bạn lưu ý cho cô, chúng ta cũng đã được nghiên cứu ở những bài giảng trước, chúng ta tìm hiểu rất kỹ về động năng, rất kỹ về cơ năng. Nhưng bây giờ cô cũng vẫn muốn nhắc lại, đó chính là đầu tiên là động năng, đúng không ạ? Động năng thì bằng gì ạ? Động năng thì sẽ bằng 1 phần 2 mv bình, khối lượng nhân với bình phương vận tốc của vật. Thì nhìn vào công thức này chúng ta có thể thấy được động năng của một vật sẽ phụ thuộc vào hai yếu tố, đó chính là khối lượng của vật và vận tốc của vật. Khối lượng của vật mà càng lớn thì động năng sẽ càng lớn, hoặc là vận tốc càng lớn, tức là vật di chuyển càng nhanh thì động năng của vật cũng càng lớn. Ngoài ra, cơ năng cũng có thể tồn tại dưới dạng thế năng. Và chúng ta cũng được học là thế năng có thể có hai loại, một là thế năng trọng trường, hai là thế năng đàn hồi, đúng không ạ? Thế năng trọng trường khi mà vật đang ở một độ cao xác định so với mốc thế năng. Thế năng thì hãy chia ra làm hai. Thế năng trọng trường thì bằng xác định là MVH, đúng không ạ? Cũng có đơn vị là Joule. Thế năng trọng trường thì sẽ phụ thuộc vào khối lượng của vật và phụ thuộc vào cái độ cao của vật so với mốc thế năng. Và ta thấy là thường là người ta sẽ xét về cái sự phụ thuộc với độ cao so với mốc thế năng. Và cái độ cao này nó rất là linh hoạt, tùy thuộc vào mốc thế năng mà người ta chọn. Ngoài ra thì thế năng còn có thể tồn tại dưới dạng là thế năng đàn hồi. Khi mà một vật bị biến dạng thì nó cũng có khả năng sinh công, sẽ được xác định bởi công thức 1 phần 2 k x bình phương, được chưa? Trong đó x sẽ là độ biến dạng của vật. Thường thì đối với những cái dạng bài tập liên quan đến thế năng đàn hồi thì người ta sẽ khai thác đó chính là về con lắc lò xo.
Và những cái bài tập về con lắc lò xo các bạn sau này còn được học và được gặp lại rất là nhiều trong chương trình vật lý lớp 12. Thì nó có cấu tạo là một vật nặng này gắn với một lò xo, và người ta sẽ nghiên cứu về cái sự chuyển động của con lắc lò xo này. Ở đây thì khi chúng ta lắp vào công thức thì sẽ bằng gì ạ? À, bằng có thể là bằng 1/2 MV bình đúng không ạ? Cộng với MGH và cộng với 1/2 KX bình. Thì nhìn vào đây ta có thể thấy là một vật không nhất thiết phải vừa có động năng, vừa có thế năng đàn hồi, vừa có thế năng hấp dẫn, mà nó có thể tồn tại một trong hai dạng này, hai trong ba hoặc là cả ba dạng, tùy thuộc và chúng ta cần phải xem xét rất là kỹ những cái tính chất của vật để có thể xác định rõ xem lúc này vật đang tồn tại dưới dạng năng lượng nào. Ngoài ra thì chúng ta cũng biết được đó chính là cơ năng trong suốt cái quá trình mà vật chuyển động nếu chúng ta bỏ qua ma sát, đúng không ạ? Đây có hai trường hợp xảy ra. Nếu bỏ qua ma sát hoặc là lực cản thì ta sẽ có được là cơ năng được bảo toàn. Được bảo toàn tức là trong suốt cái quá trình chuyển động của vật thì cơ năng luôn là bằng một hằng số. Vậy từ đây ta sẽ suy ra được đó chính là cơ năng sẽ là bằng hằng số. Bây giờ chúng ta sẽ lắp vào cái công thức này nhé, hay nói một cách khác là 1/2 cơ năng đi bằng 1/2 MV bình cộng MGH này cộng 1/2 KX bình bằng hằng số. Thế nhìn vào công thức này chúng ta có thể thấy là, ví dụ đầu bài yêu cầu chúng ta tính động năng chẳng hạn, đúng ạ? Thì thay vì chúng ta xác định giá trị vận tốc của vật này, khối lượng của vật để tính ra động năng, thì chúng ta có thể dựa vào cái vị trí của vật so với mốc thế năng, tức là ta đã có thể tính được thế năng đúng không ạ? Và tính được cơ năng của vật thì chúng ta cũng hoàn toàn có thể xác định được động năng. Chúng ta cần phải linh hoạt khi mà chúng ta đã học được cái công thức đó chính là liên quan đến định luật bảo toàn cơ năng. Thì ngoài ra, trên thực tế thì chúng ta luôn cần phải xét đến có sự tồn tại của lực ma sát. Vậy thì khi có lực ma sát, cơ năng có được bảo toàn nữa hay không? Khi đã có lực ma sát thì cơ năng không còn được bảo toàn nữa, mà chúng ta cần phải sử dụng một cái công cụ khác, đó chính là liên quan đến độ biến thiên cơ năng. Nếu xét ma sát ta sẽ có cái độ biến thiên cơ năng sẽ bằng công của những cái lực không thể, và thường là nó sẽ là liên quan đến công của lực cản, lực ma sát, được chưa? Độ biến thiên cơ năng bằng công của lực không thể. Thì ở phần này thì cô thấy nhiều bạn còn thắc mắc đến cái phần đó chính là lực không thể. Thế nào là lực không thể? Để có thể biết được lực không thể là gì, đầu tiên các bạn cần phải xác định cho cô trước đó chính là những lực thế là lực nào. Những lực thế là có hai loại lực cơ bản, đó chính là trọng lực và lực đàn hồi. Các bạn nhớ cho cô như vậy. Lực thế có trọng lực, lực đàn hồi. Được chưa? Vì vậy thì những cái lực nào mà ngoài trọng lực và lực đàn hồi ra thì người ta sẽ gọi là lực không thể. Như vậy thôi. Thì trên đây là toàn bộ những cái kiến thức liên quan đến phần cơ năng. Và bây giờ thì chúng ta sẽ vận dụng toàn bộ những cái kiến thức này để có thể giải quyết những cái bài tập điển hình liên quan đến chủ đề trên. Các em hãy quan sát cho cô hai bài tập trên. Hai bài tập này là hai bài tập rất là cơ bản và đòi hỏi chúng ta là phải biết cách để có thể là áp dụng được công thức
của cơ năng. Một vật có khối lượng là 10kg. Chúng ta sẽ giải quyết câu 1 trước. M bằng 1kg. Rơi từ trên cao xuống, biết tại vị trí vật cao 5m thì cô sẽ gọi độ cao của vật lúc đó là h bằng 5m. Thì vận tốc của vật là 13 km/h. V bằng 13 km/h. Tìm cơ năng của vật tại vị trí đó và cho biết G bằng 9,8 m/s. Được chưa? Thì đầu tiên chúng ta sẽ xem nào. Chúng ta sẽ vẽ minh họa một chút. Giả sử như là đây là mặt đất, và đây chính là vị trí của vật. Vật M đi ạ. Vật M của cô đang ở vị trí bao nhiêu ạ? Độ cao h bằng 5m so với mặt đất. Ngoài ra thì tại vị trí này vật cũng đang có vận tốc V bằng 13 km/h. Đúng không ạ? Thì các bạn xem là lúc này cơ năng của vật M đang tồn tại dưới những cái dạng nào ạ? À, ta thấy do vật có vận tốc nên nó sẽ có động năng. Ngoài ra nó có độ cao xác định so với mốc thể năng, tức là cô sẽ chọn mốc thể năng tại mặt đất. Thì lúc này nó còn có dạng năng lượng nào? Nó còn tồn tại dưới dạng thế năng. Đúng ạ, thế năng trọng trường. Và đầu bài hỏi tìm cơ năng tại vị trí đó, thì khi chúng ta đã xác định được là cơ năng tồn tại dưới hai dạng động năng, thế năng, thì chúng ta sẽ hoàn toàn có thể tính được cơ năng của vật. Tại vị trí đó là động năng cộng với thế năng. Động năng thì bằng 1/2 MV bình cộng thế năng là MGH. 1/2. Bây giờ chúng ta sẽ thay số. Đây là 10 cân, 10 kg đúng không ạ? Nhân 10 nhân V bình. V bình thì chúng ta đã vội thay 13 km/h chưa ạ? À, các bạn lưu ý cho cô nhé. Trong công thức tính động năng thì vận tốc chúng ta cần phải đổi sang đơn vị là mét trên giây. Vì vậy ở đây 13 km/h cô sẽ đổi sang mét trên giây. Và cô cũng đã hướng dẫn các bạn cách đổi đơn vị từ đơn vị km/h sang mét trên giây, đó chính là chúng ta sẽ chia cho giá trị 3,6, đúng không ạ? Ra 3 cũng ra 3,6 mét trên giây. Thì đây cô sẽ nhân với 3,6 bình phương cộng 10 nhân 9,8 nhân với h là bao nhiêu ạ? Độ cao 5m. Và đây thì chúng ta sẽ tính được ra bình phương. Joule. Đơn vị của năng lượng, cơ năng là joule. Rồi ở câu 1 này thì cũng không có gì khó khăn cả. Thứ nhất, ở cái phần này cô chỉ lưu ý cho các bạn là khi người ta hỏi tính cơ năng ở một cái vị trí nào đó thì các bạn cần phải xác định cho cô, đó chính là tại vị trí đó thì cái cơ năng đó đang tồn tại dưới những cái dạng nào. Đúng không ạ? Nó chỉ có thể tồn tại dưới dạng là động năng khi mà vật đang có vận tốc, khi mà vật đang có xu hướng chuyển động. Thứ hai là nó có động có thế năng trọng trường khi mà vật đang ở một cái độ cao so với mốc thế năng chúng ta chọn, và nó có thế năng đàn hồi khi mà vật đang bị biến dạng, đúng không ạ? Thì khi chúng ta đã có thể xác định rõ được cái dạng năng lượng mà vật đang tồn tại thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng công thức để có thể tính ra chính xác được giá trị cơ năng tại vị trí đó. Và bây giờ nhanh chóng chúng ta sẽ chuyển sang câu số 2. Người ta thả vật 500g khối lượng 500g cho rơi tự do, biết vận tốc vật vừa chạm đất là 3,6 km/h.
V bằng 3,6 km trên giờ. Chọn gốc thế năng tại mặt đất, cơ năng tại mặt đất. Cơ năng của vật lúc chạm đất là bao nhiêu? Tức là người ta hỏi cơ năng của vật lúc chạm đất là bao nhiêu, đúng không ạ? Ở đây để có thể là cái phần câu nên đoạn này là sẽ thừa này. Cô đánh thừa này. Và cuối cùng người ta hỏi cơ năng của vật lúc chạm đất là bao nhiêu? Chạm đất. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ phân tích. Người ta thả 500g, một vật 500g cho rơi tự do, tức là vật đang sẽ phải ở một cái vị trí có độ cao xác định so với mặt đất, đúng không ạ? Câu gọi là vị trí A. Mốc thế năng tại mặt đất. Mốc thế năng tại mặt đất. Biết vận tốc khi vừa chạm đất này thì bằng 3,6 mét trên giây, km trên giờ, đúng không ạ? Thì cô sẽ đổi luôn sang mét trên giây là 10 mét trên giây, bằng 10 mét trên giây. Rồi, người ta hỏi cơ năng tại mặt đất thì chúng ta sẽ phân tích. Tại mặt đất thì vật sẽ có dạng năng lượng nào? Thì vật có động năng hay không? Có vận tốc, có động năng. Thì vật có thế năng hay không ạ? Do ở mặt đất trùng với vị trí mốc thế năng chúng ta đã chọn nên lúc này độ cao sẽ bằng là 0 và thế năng sẽ bằng 0. Vật không có thế năng mà chỉ tồn tại dưới dạng động năng thôi. Nên là phần này rất đơn giản. Chúng ta sẽ tính được cơ năng của vật tại mặt đất. Nó chỉ tồn tại dưới dạng thế năng thôi, nên cô sẽ biết luôn là bằng, nó chỉ tồn tại dưới dạng động năng, nên là bằng 1/2 MV bình, đúng không ạ? Bằng 1/2 khối lượng là 0,5 nhân với V vận tốc là 10. 10 bình phương chia 2 nhân 0,5, 25 joule. Rồi, ở phần này thì ngoài việc đầu bài yêu cầu chúng ta tính cơ năng tại một cái vị trí nào đó, thì đối với bài số 2 này cô có thể hỏi thêm các bạn là các bạn hãy xác định cho cô cái độ cao thả vật có cái giá trị bằng bao nhiêu, thì các bạn có thể xác định được hay không ạ? Thì để có thể xác định được độ cao thả vật thì cô ký hiệu là H đi. Được chưa? Thì chúng ta cần phải xác định. Chúng ta sẽ biết được là trong trường hợp này chúng ta bỏ qua ma sát. Vật rơi tự do mà thì có nghĩa là sẽ bỏ qua ma sát. Thì trong trường hợp này thì chúng ta sẽ có thể áp dụng được định luật bảo toàn cơ năng. Cơ năng tại vị trí mặt đất, tức là vị trí B này, cũng sẽ bằng cơ năng tại vị trí A, đúng không ạ? Và tại vị trí A các bạn có thể xác định cho cô là nó tồn tại dưới dạng năng lượng nào ạ? Vận tốc khi chúng ta thả tự do thì vận tốc ban đầu sẽ bằng 0. Vận tốc ban đầu này bằng 0. Suy ra động không có động năng, đúng không ạ? Nhưng nó có độ cao so với mặt đất nên nó sẽ tồn tại dạng thế năng. Và đây chúng ta lại nhớ công thức tính thế năng là bằng gì ạ? Bằng MGH. Thế năng, tức là cơ năng tại vị trí A này ta có thể xác định được, thì chúng ta cũng sẽ hoàn toàn xác định được cái giá trị H. Và trong câu 2 này thì cô cũng sẽ lấy G là 9,8. Ở đây cô sẽ hướng dẫn nhé. Chúng ta sẽ xét là cơ năng tại vị trí thả vật cái phần này là phần cô hướng dẫn thêm thôi để chúng ta có thể hiểu kỹ cái dạng bài tập này hơn. Cơ năng tại A sẽ là bằng MGH, nó chỉ tồn tại dạng thế năng. Áp dụng định luật bảo toàn cơ năng ta có cơ năng tại B sẽ bằng cơ năng tại A. Từ đây ta sẽ suy ra thì cơ năng các bạn có thể là không cần viết chữ C này được, để cho đỡ bị dối. Bây giờ chúng ta sẽ bảo toàn nhá. Thì về trái sẽ bằng nhau này. MGH sẽ bằng 25 joule.
Và từ đây chúng ta sẽ suy được ra được giá trị h 25 chia g là 9,8 nhân với m là 0,5 đúng không ạ? 9,8 nhân 0,5 bằng sẽ ra được là 5m, sắp xỉ 5,1m. Và trên đây thì cô đã hướng dẫn các bạn giải quyết những bài tập liên quan đến phần bảo toàn cơ năng, những cái bài tập hết sức là cơ bản. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau chuyển sang những bài tập tiếp theo. Các em quan sát cho cô ví dụ thứ 3. Câu số 3: thả vật rơi tự do từ độ cao 45m so với mặt đất, g bằng 10m trên giây bình phương, bỏ qua sức cản của không khí. Đúng không ạ? Giả sử như là ban đầu vật của cô đang ở vị trí A, và nó cách mặt đất một khoảng là 45m. Đây, độ cao này là 45m. Thả vật rơi tự do tức là sẽ có vận tốc ban đầu bằng 0. Vận tốc ban đầu tại A là bằng 0. Tính vận tốc của vật khi vật chạm đất. Rồi, điều phần này các bạn quan sát cho cô nhé. Thì chúng ta sẽ trên cái nguyên tắc là áp dụng định luật bảo toàn cơ năng. Tại vì trong cái trường hợp này, đề bài nói rất là rõ, bỏ qua sức cản của không khí. Thì đầu tiên chúng ta thấy là có hai vị trí chúng ta sẽ cần phải xác định cơ năng. Vị trí thứ nhất là vị trí khi chúng ta thả vật, bắt đầu thả vật. Và vị trí thứ hai đó chính là vị trí khi vật chạm đất. Thì tại sao chúng ta lại chọn cái vị trí này? Tại vì người ta đang yêu cầu tính vận tốc của vật trước khi vật chạm đất, ngay trước khi vật chạm đất, đúng không ạ? Này, đầu tiên các bạn xác định cho cô tại vị trí A thì nó sẽ tồn tại dưới dạng gì ạ? Cơ năng sẽ tồn tại dưới dạng thế năng, đúng không ạ? Tại vì vận tốc ban đầu bằng 0 thì suy ra động năng sẽ bằng 0. Ở vị trí A, cơ năng bằng thế năng. Tiếp tục tại vị trí B, mặt đất thì sao ạ? Ở vị trí này chính là vị trí ta chọn là mốc thế năng luôn, nên sẽ là có thế năng bằng 0 và có động năng, đúng không ạ? Ở vị trí đầu tiên thì ta hoàn toàn có thể xác định được giá trị của cơ năng, và chúng ta sẽ bảo toàn cho vị trí thứ hai, vị trí tại B, để có thể suy ra được động năng ở vị trí này. Và đã có động năng thì chúng ta cũng sẽ xác định được vận tốc của vật. Và bây giờ các em hãy theo dõi cái cách mà cô trình bày. Đầu tiên chúng ta sẽ ý A này. Cơ năng của vật tại vị trí thả vật sẽ là cơ năng này, cô ký hiệu là cơ năng tại A, sẽ chỉ có tồn tại dưới dạng thế năng, và công thức là mgh bằng. Và các bạn lưu ý cho cô nhé, nếu mà đầu bài không cho chọn mốc thế năng tại vị trí nào thì chúng ta cũng nên có một cái bước là nói rõ ta chọn mốc thế năng tại mặt đất, đúng không ạ? Thế bài của chúng ta làm sẽ là chặt chẽ hơn rất là nhiều. Tại mặt đất, khối lượng m vận tốc của vật thì cứ viết là m đi, nhân 10 nhân h 45 bằng 450m. Tiếp theo ta xác định cơ năng của vật tại vị trí chạm đất đó.
Đó chính là vị trí B đúng không ạ? Thì cô viết luôn con năng tại B. Thì lúc này nó chỉ tồn tại dưới dạng động năng là bằng 1 phần 2 MV bình do bỏ qua ma sát. Ta sẽ có cơ năng tại A bằng cơ năng tại B. Và từ đây thì các bạn sẽ suy ra cho cô 1 phần 2 MV bình bằng 450 M đúng không ạ? Và suy ra V của chúng ta là bằng bao nhiêu? Căn của 900. 450 x 2 30. 30 mét trên giây bình phương. Rồi, thì ngoài cái cách chúng ta áp dụng định luật bảo toàn cỡ năng mà chúng ta vừa học trong ngày hôm nay thì còn cách nào có thể tính được vận tốc của vật không ạ? À, chúng ta lại nhớ đến cái bài toán về vật rơi tự do. Thì đối với vật rơi tự do thì gia tốc lúc này đóng gia tốc trọng trường đúng không ạ? Đóng vai trò là gia tốc trong chuyển động. Vì vậy, cách 2 này, chúng ta có thể xác định thông qua là V bình phương bằng 2 lần GH. Đây, mối quan hệ giữa vận tốc. Tại vì sao vận tốc ban đầu bằng 0 nên ta có là V bình là V sau này. Trừ đi V0 là trừ đi 0 bình thì bằng 2 lần GH. Suy ra V bình sẽ bằng suy ra V bằng căn 2 GH và bằng căn của 2 nhân 10 nhân 45 cũng là ra 30 mét trên giây. 30 mét trên giây, được chưa? Có rất là nhiều cách để có thể làm được phần A này. Nhưng vì hôm nay chúng ta đang học về những cái định luật bảo toàn nên cô muốn hướng các bạn đến với cái cách chúng ta sử dụng định luật bảo toàn cơ năng để chúng ta có thể nhuần nhuyễn hơn khi chúng ta áp dụng linh hoạt trong các dạng bài tập. Ý B, tính độ cao của vật khi động năng bằng 2 lần thể năng. Bây giờ cô các bạn cùng cô xét nhá. Giả sử cô xét cái vị trí M này đi, chính là cái vị trí mà động năng bằng 2 lần thể năng. Và tại vị trí M này chúng ta cũng biết được là nó sẽ tồn tại dưới hai dạng, là vừa tồn tại dạng cơ năng, vừa tồn tại dưới dạng động năng và vừa tồn tại dưới dạng thể năng, đúng không ạ? Rồi, cơ năng vừa bằng động năng vừa bằng thể năng. Tức là đối với ý B này thì chúng ta cần phải thế năng theo động năng hoặc là động năng theo thế năng. Tức là chúng ta cần chỉ được đưa về một dạng ẩn để có thể tìm ra được yêu cầu của đầu bài. Nhưng các bạn lưu ý cho cô nhé, ở câu B này người ta yêu cầu là tính độ cao đúng không ạ? Thì độ cao là liên quan đến phần thế năng. Giả sử như M này đang ở độ cao Z so với mặt đất đi, so với gốc thể năng đi. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào? Cần phải đưa về thể năng để chúng ta tính được giá trị thể năng ra bằng bao nhiêu, và cuối cùng sẽ suy ra được độ cao của nó so với mặt đất. Thì bây giờ chúng ta sẽ áp dụng cái điều kiện của đầu bài. Động năng bằng 2 lần thể năng thì chúng ta sẽ thay động năng theo thể năng. Rồi, chúng ta sẽ xác định nhá, cơ năng của vật tại vị trí động năng bằng 2 lần thể năng sẽ là bằng gì ạ? Cơ năng lúc này vừa có động năng vừa có thế năng, và chúng ta sẽ rút sau ẩn thế năng này. Động năng bằng 2 lần thế năng sẽ là bằng 2 lần thế năng cộng thế năng, và chung quy lại là bằng 3 lần thế năng, đúng không ạ? Và cơ năng tại vị trí M cũng bằng cơ năng tại vị trí A và bằng cơ năng tại vị trí B. Bây giờ cô sẽ áp dụng định luật bảo toàn cơ năng. Đó, thì ta sẽ có là cơ năng tại M cũng sẽ bằng cơ năng tại A đi. Tại vì sao cô chọn cơ năng tại A? Vì cô đang cùng muốn đưa về thế năng. Tại A thì nó cũng dạng thế năng này, nhưng mà tại A là thế năng lớn nhất. Cơ năng tại M thì bằng đây thế năng tại M nhá, không bị nhầm với thế năng kia, bằng gì ạ? 3 lần thế năng tại M bằng cơ năng tại A chúng ta đã tính bằng 450 M này. Bây giờ chúng ta rút nhá. Thế năng tại M bằng gì ạ? M, G có phải H nữa không? Chúng ta đang chọn độ cao từ M so với mốc là Z thì bằng M, G, Z.
Và từ đây ta sẽ suy ra được Z là bằng bao nhiêu ạ? 450 chia cho M khử đi rồi. 3G, 3 x 10 khử 45 chia 3, 15. 15 mét. Vật đang ở độ cao 15 mét so với mặt đất. Tiếp, ý thứ hai, ý C là tính vận tốc của vật khi động năng bằng hai lần thế năng. À, người ta hỏi vận tốc của vật đúng không ạ? Thì chúng ta cần phải đưa về ẩn gì? Ẩn động năng. Tại vì trong động năng mới chứa vận tốc. Vì vậy, ở vị trí này thì chúng ta cũng xác định tương tự như ý C thôi, ý B thôi. Ta sẽ xác định cơ năng của vật tại vị trí động năng bằng hai lần thế năng, cũng là động năng mà hai lần thế năng. Nhưng mà bây giờ cô muốn rút ẩn thế năng theo động năng thì thế năng sẽ bằng động năng chia 2. Thì đây chúng ta sẽ thay nhá. Cơ năng sẽ là bằng tại vị trí N đi, cộng thế năng bằng thế năng tại vị trí N chia cho 2 cộng thế năng và bằng 3 phần 2 thế năng. Bây giờ chúng ta sẽ bảo toàn thì cơ năng tại N cũng bằng cơ năng tại, cô sẽ chọn là cơ năng tại M đi. À, thôi cơ năng tại A. Thì suy ra 3 phần 2 đây phải là đang rút theo động năng chứ, đúng không ạ? Động năng chia 2 là động 3 phần 2. Động năng thì là bằng 1 phần 2 MV. Nhưng mà V này là V tốc tại vị trí N. Giả sử tại vị trí N đây. Động năng bằng hai lần thế năng thì nó cũng chính là cái vị trí M luôn. Đây cũng là vị trí M. Bằng bao nhiêu ạ? Tại vị trí A là 450m. Và ta sẽ suy ra được giá trị vận tốc tại M là bằng V của M căn bao nhiêu? 450 nhân 4 chia 3 nhân 4 chia 3 600. Vận tốc sẽ ra 24, tầm 24,5 mét trên giây. Rồi. Thì trên đây cô đã hướng dẫn các em giải quyết ý A, ý B, ý C. Ở phần này thì chúng ta cần phải linh hoạt trong cái việc là biến đổi động năng sang theo ẩn động năng theo thế năng. Tùy theo là đầu bài yêu cầu tính gì. Nếu muốn tính độ cao thì chúng ta sẽ rút ẩn động năng theo thế năng. Còn nếu muốn tính vận tốc thì chúng ta sẽ rút theo ẩn động năng, đúng không ạ? Và bây giờ thì chúng ta cùng nhau giải quyết ý D. Ý D đầu bài cho là gì ạ? Đây là ban đầu vật ở vị trí A đúng không ạ? Đến mặt đất. Khi chạm đất, do đất mềm nên vật bị lún sâu 10cm. Tức là vật sẽ không chỉ dừng lại ở mặt đất mà nó sẽ còn di chuyển tiếp, lún sâu 10cm. Giả sử như là đây đoạn này là 10cm. Tính lực cản trung bình tác dụng lên vật cho biết M bằng 100g. À, ở phần này thì cơ năng của vật giờ còn được bảo toàn hay không ạ? À, chúng ta thấy là đã có sự tồn tại của lực cản ở đây. Nên là cơ năng sẽ không còn được bảo toàn nữa. Và khi chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ phải sử dụng công thức gì ạ? Sử dụng công thức là độ biến thiên cơ năng để có thể làm được phần này. Rồi. Vì có lực cản nên cơ năng của vật sẽ không còn được bảo toàn nữa. Mà chúng ta sẽ thông qua cái độ biến thiên cơ năng để có thể suy ra lực cản của vật. Bây giờ chúng ta sẽ xét nhá, xét hai vị trí. Vị trí khi nó chạm đất này là vị trí ban đầu và vị trí khi nó dừng lại. Khi nó đã lún sâu được 10cm, tức là vị trí về sau. Cô nhắc lại công thức nhá. Độ biến thiên cơ năng sau trừ cơ năng trước bằng công của lực không thế. Và đến phần này các bạn hãy xác định cho cô những cái lực nào đang tác dụng lên vật, những cái lực nào là lực không thế. Đầu tiên ta sẽ xác định những lực
Ngoại lực, tổng ngoại lực tác dụng bên vật đã này là có gì? Trọng lực P, đúng ạ. Tiếp theo là có gì? Có lực cản, ép cản. Rồi, thì trong hai lực là lực P này và ép cản, thì P này chính là lực thế. Được chưa? Vì vậy khi chúng ta áp dụng thì chúng ta sẽ sử dụng cái công, đó chính là công của lực cản. Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng luôn. Đây là cách 1. Chúng ta sẽ sử dụng là định luật biến thiên cơ năng. Tí nữa sẽ so sánh với cách thứ 2. Chúng ta sẽ cùng triển khai. Bây giờ sẽ triển khai nhé. Ở vị trí, đây là vị trí 2 này, vị trí 1. Ở vị trí 2 thì vật sẽ tồn tại dưới dạng năng lượng nào ạ? Đến 2 là nó dừng lại, tức là vận tốc bằng 0, nên sẽ không có động năng mà chỉ có gì ạ? À, nó chỉ có thế năng mà thôi. Thế năng lúc này là đang ở thấp hơn so với mốc thế năng nên nó sẽ mang giá trị âm. Tức là cao hơn mốc thế năng nó sẽ mang giá trị dương. Các bạn cứ tưởng tượng nó giống như một cái trục số ạ. Đây chính là mốc 0, dưới mốc 0 thì là âm, trên mốc 0 thì là dương. Vậy nên sẽ là phải trừ đi M, G, Z. Và Z chính là độ sâu 10 cm. Trừ đi cơ năng vậy tại vị trí 1. Tại vị trí 1 trùng với mốc thế năng nên thế năng bằng 0. Vì vậy nó chỉ có động năng mà thôi, 1/2 MV bình, và bằng công của lực cản, đúng không ạ? Lực cản bằng F của lực cản nhân S, cái quãng đường nó đi được chính là bằng Z luôn. Đây là Z nhân với Z. Công thì bằng FS cos alpha. Cos alpha thì bằng bao nhiêu ạ? Lực cản bao giờ nó cũng sẽ hợp với cái góc alpha bằng 180 độ, nên cos alpha sẽ bằng âm, thì cô sẽ thay luôn giá trị âm ở bên này. Thì từ đây ta sẽ suy ra được F cả thì bằng M G Z cộng với 1/2 MV bình. Chia cho Z. Đúng không ạ? Và bây giờ chúng ta sẽ chỉ cần thay số là có thể ra được. Nhưng bài này đã cho biết khối lượng của vật hay chưa? Đầu bài chưa cho biết khối lượng của vật. À, cho khối lượng là 0,1. Thì chúng ta thay 0,1 nhân 10 nhân Z là 0,1. Các bạn lưu ý là chúng ta sẽ phải đổi sang đơn vị là mét nhé. 10 cm có đổi sang 0,1 mét này, cộng 1/2 nhân M 0,1 nhân V bình. Vận tốc tại vị trí chạm đất chúng ta đã tính được bằng 30 mét trên giây, đúng không ạ? 30 bình chia cho Z 0,1. Và đây chúng ta sẽ ra được newton. Rồi, thì cách thứ hai mà cô muốn triển khai là các bạn hãy áp dụng cho cô định luật độ biến thiên động năng mà cô đã hướng dẫn các bạn từ buổi trước. Thì độ biến thiên động năng thì chúng ta sẽ khác so với công thức định luật bảo toàn cơ năng một chút. Chúng ta sẽ áp dụng định luật biến thiên động năng, đúng không ạ? Đối với định luật biến thiên động năng thì độ biến thiên động năng sau trừ động năng trước thì sẽ phải bằng công của ngoại lực, tức là công của tất cả cái lực tác dụng lên vật. Nên ở đây ta sẽ có này, động năng thứ hai sẽ bằng bao nhiêu? Bằng 0, đúng không ạ? Vận tốc bằng 0 nên đây là bằng 0, trừ đi động năng tại vị trí 1, 1/2 MV bình bằng công của ngoại lực. Công của ngoại lực lúc này thì bao gồm có trọng lực và công của F cả.
Công trọng lực thì là M, G. M, G, Z. Cộng với gì nữa? Đây, chúng cô sẽ viết hẳn công của trọng lực có phải bằng P đúng không? Xong nhân quãng đường nó đi được. Quãng đường trọng lực đi được là gì ạ? Z. Tiếp tục cộng với F cả. Công của lực cản F cả nhân với cũng là Z, đi là quãng đường là Z. F cả nhân Z. Các bạn xem ở phần trên chúng ta có bị nhầm lẫn gì không? Không đúng không? Đây, sẽ suy ra là 0 này trừ đi 1 phần 2 MV bình bằng trọng lực hướng xuống thì đây là cốt 0. Cốt 0 thì bằng 1 luôn thì sẽ là bằng MGZ trừ đi, đây phải là trừ F cả nhân Z. Và ta sẽ suy ra được F cả. F cả sẽ chuyển sang bên này đúng không ạ? Thì cuối cùng cũng là bằng MGZ cộng 1 phần 2 MV bình chia cho Z. Các bạn thấy hai công thức đấy đã giống nhau hay chưa ạ? À, tuy chúng ta sử dụng hai cái công cụ khác nhau nhưng cuối cùng ta vẫn ra được cái đáp án giống như nhau. Rồi. Tức là cô thấy là hai định luật này là nhiều bạn rất là dễ nhầm lẫn. Nhưng mà chúng ta khi đã nắm chắc được cái bản chất để có thể phân biệt được hai định luật này thì chúng ta hoàn toàn có thể áp dụng thật là linh hoạt một trong hai, hoặc là định luật bảo toàn cơ năng, hoặc là định luật độ biến thiên động năng đúng không ạ? Hoặc là độ biến thiên cơ năng để có thể sử dụng được. Trên đây là cô đã hướng dẫn các em giải quyết những cái bài tập vô cùng cơ bản liên quan đến chủ đề cơ năng, định luật bảo toàn cơ năng cũng như là định luật biến thiên cơ năng. Và trong buổi tới, bài giảng tới thì chúng ta sẽ cùng nhau nghiên cứu về những dạng bài tập nâng cao hơn liên quan đến chủ đề này. Và bài giảng hôm nay của cô đến đây là kết thúc. Cô xin hẹn gặp lại tất cả các em trong bài giảng tiếp theo.